Hôm nay, 22 tháng 10, 94, tại trại tập tu ở Houston, trại của nhóm đệ tử Hòa Thượng Nhất Hạnh tổ chức trong nói chuyện thiền là gì? Tại sao chúng ta tu thiền? Thấy tiêu cực quá chừng. Như vậy thì tại sao người ta văn minh
ta tìm kiếm, ta hiểu biết tất cả cái bên ngoài, mình không chịu tìm kiếm để hiểu biết với người ta, mà trái lại ngồi ngó xuống nhìn nhìn. Thì như vậy, cái việc làm đó, nó có cái gì quan trọng, có cái gì hữu ích mà chúng ta làm như vậy? Quý vị có thắc mắc không? Bởi vì mọi người chúng ta luôn luôn nói theo từ chuyên môn của nhà Phật, sáu căn đuổi theo sáu trần. Quý vị biết cái đó không? Sáu căn là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó. Luôn luôn là đuổi theo sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Như vậy thì nơi sáu căn của chúng ta đuổi theo sáu trần, mà sáu trần là ngoại cảnh hay là mình? Ngoại cảnh. À, ngoại cảnh. Chúng ta cứ đuổi theo ngoại cảnh, mà khi chúng ta đuổi theo ngoại cảnh thì lúc đó chúng ta có nhớ là mình hay không? Bởi vì chúng ta đuổi theo ngoại cảnh cho nên chúng ta quên mất mình. Mà nếu càng đuổi theo ngoại cảnh chừng nào thì cái quên mất mình càng sâu đậm chừng nào. Bây giờ quý vị thấy quý vị có quên mình không? Bây giờ tôi thí nghiệm cái nhỏ xíu thôi, thử cho quý vị có quên mình hay không nha. Bây giờ tôi đưa tay lên, quý vị thấy không? Bây giờ tôi rút tay lại, quý vị thấy không? Đó, quý vị quên mất mình rồi. Quên mất mình cách đáng thương. Quý vị tìm ra cái quên mất mình chưa? Cái tay tôi đưa lên là có cái tay, thấy không? Quý vị thấy cái tay. Còn chúng tôi rút cái tay lại, quý vị thấy không có cái tay. Mà tại sao nó không thấy? Thấy chứ, mắt đang thấy mà lại nói không thấy, đó là quý vị quên mình rõ ràng. Bởi vì cái thấy là cái của mình, cái tay là cái bên ngoài, phải không? Mà có cái tay thì nó là có thấy, không có cái tay thì nó không thấy, thì có phải quên mình không? Đó. Chỉ một chút đó cũng thấy quý vị quên mình đáng thương chưa? Nên tôi dẫn một thiền sư ở Trung Hoa, Ngài Cảnh Thanh, Ngài đang ngồi trong tháp các chú đệ tử hầu, bỗng dưng ngoài kia có con rắn nó bắt con nhái, tiếng kêu kêu cầu cứu của con nhái. Ngài Cảnh Thanh mới hỏi: tiếng gì ngoài kia? Thì chú đệ tử nói: tiếng rắn bắt nhái kêu. Thì Ngài nói: chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Quý vị biết chúng sanh nào khổ, rồi khổ chúng sinh là ai? Chúng sinh khổ là con nhái bị con rắn nó cắn, thì đó là chúng sinh khổ. Còn khổ chúng sinh là ai? Chú chỉ nhớ tiếng con rắn bắt nhái la, mà chú quên chú đang nghe. Đó. Cũng như hồi nãy, quý vị cũng là khổ chúng sinh đó. Chỉ nhớ cái tai có hay là cái tai không, mà không chịu biết, mà lại nói không thấy. Thấy không? Không thấy đó là khổ chúng sinh đó. Như vậy thì tất cả chúng ta quen đuổi theo ngoại cảnh, mà càng đuổi theo ngoại cảnh là chúng ta càng quên mất. Đó là một bằng chứng. Cho nên nói mắt theo sắc, tai theo tiếng, phải không? Rồi mũi theo mùi của thân. Tất cả cái đó nó đều lệ thuộc vào sáu cảnh. Mà khi lệ thuộc vào sáu cảnh thì tự nhiên quên mất cái thật của chính mình. Đó là cái mà chúng ta phải lưu tâm, chúng ta phải nhớ lại. Hiểu như vậy thì quý vị thấy làm sao?
ngồi thiền liên duyên để làm gì? Để soi sáng lại mình. Bởi vì quen phóng sáu căn ra ngoài, cũng như cái thiền mà nó chiếu rọi ra ngoài, thì ở trong nó có sáng không? Ở ngoài sáng thì ở trong tự nhiên phải tối. Bây giờ muốn nó sáng lại bên trong thì phải sao? Phải quay cái ánh sáng đó ngược trở lại thì nó mới soi sáng được ở bên trong. Quý vị thấy có lý chưa? Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà mắt nhìn xuống, đem hết tâm tư dồn trở lại, đó là chúng ta soi sáng lại mình. Mà soi sáng lại mình tức là nhớ mình, phải không? Còn phóng ra ngoài càng nhiều là càng quên mình. Nó rõ ràng vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, giả sử như chúng ta đuổi ra ngoài được tất cả những cái nhu cầu cần thiết, chúng ta đều dư giả, mắt đều được thấy sắc đẹp vừa ý, tai đều nghe âm thanh vừa ý, mũi ngửi mùi vừa ý, vân vân, tất cả cái đó chúng ta đều thỏa mãn hết. Nhưng mà rốt cuộc không biết mình là cái gì thì đặt câu hỏi thỏa mãn cho ai? Quý vị thử trả lời thỏa mãn cho ai? Tất cả cái chúng ta được chúng ta thỏa mãn, nhưng mà thỏa mãn cho ai? Nếu không biết mình là cái gì thì thỏa mãn cho ai? Thật là vô lý, phải không? Thật là vô lý. Nếu chúng ta không biết mình là cái gì thì mọi cái đòi hỏi, mọi cái tìm kiếm dù được cũng không biết được để làm gì, được cho ai? Đó là một vấn đề rất là to, rất là trọng đại mà lâu nay chúng ta xem thường. Chúng ta cứ chạy tìm, cứ mong mỏi những cái gì để được mà quên rằng được cho cái gì, luôn luôn nó được cho mình. Hỏi mình là cái gì thì không biết, không biết mình là cái gì hết. Đó là một cái thiếu sót lớn. Bởi vậy nên nói tới thiền là nói cái quay lại, soi sáng, tìm ra coi mình là cái gì. Chừng nào biết mình là cái gì thì những cái bên ngoài có được nó mới có giá trị. Còn nếu không biết mình là cái gì, dầu có được bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Quý vị thấy phải gì không? Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ muốn được cái bên ngoài mà không cần biết mình. Như vậy thì đáng thương không? Quý vị nghĩ đáng thương không? Mà thương ai? Thương mình. Thương mình. Mình bỏ sót một việc hết sức lớn. Đó. Lâu nay mình cứ chạy tìm, tìm cái gì ở ngoài để được, nhưng mà không biết được cho ai. Đó. Như vậy thì chúng ta tu thiền có nghĩa là quay lại, soi sáng, tìm thử coi mình là cái gì. Chừng nào tìm ra được mình là cái gì, đó là đạt được kết quả của tu thiền. Vậy thì quý vị mới thấy cái việc tu thiền có phải là cái vấn đề cấp bách, cần thiết cho con người hay không? Có phải là cần thiết hay không? Cần hơn cái tìm thỏa mãn sáu trần hay là bằng chứ không có thua, phải không? Vậy mà bao nhiêu thời gian chúng ta dồn ra ngoài hết, còn cái tìm trở lại là không có. Thì bây giờ chúng ta thức tỉnh, chúng ta quay lại tìm cái gì là mình, soi sáng lại để thấy rõ mình. Đó là vấn đề không phải là thường, phải không? Như vậy thì quý vị đã biết thiền là gì rồi, biết chưa? Biết rõ thiền là gì. Thiền làm như vậy đó. Bởi vậy cho nên khi ngồi, mắt chúng ta không nhìn ra ngoài mà ngó xuống, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý để cho nó yên lặng, thanh tịnh, để mà dồn hết cái ánh sáng trí tuệ soi rọi lên mình. Đó là tu thiền, đó là ngồi thiền, phải không? Như vậy
thì cái trả lời hai câu hỏi mà tôi nêu, một câu hỏi tôi nêu lên đầu đó, nó đã rõ ràng rồi. Cho nên cái từ phản quan tự kỷ chính là cái từ trong nhà thiền thường dùng, nó là soi sáng là chính mình, đó là cái điều thiết yếu. Rồi bản lai diện mục, tức là nhờ soi sáng lại cho nên chúng ta phân tìm ra được cái chân thật muôn đời của chúng ta mà chúng ta quên. Chứ bản là xưa, lai là nay, diện là mặt, mục là mắt, tức là cái mắt, mặt thật xưa nay của chính mình đã quên. Bây giờ phân tìm lại cái đó thì gọi đó là tu thiền. Như vậy thì tôi đã tạm giải cho quý vị hiểu cái nghĩa tu thiền, là cái nghĩa thiền là gì rồi. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta tu thiền? Thì nếu hiểu câu trước thì câu sau chúng ta hiểu một phần rồi, phải không? Nhưng mà tôi muốn rõ ràng hơn chút là bởi vì chúng ta là người Phật tử, là đệ tử Phật, mà Đức Phật do tu thiền mở đạo, thì bây giờ chúng ta là đệ tử Ngài, chúng ta phải làm sao cho giống Ngài? Thì chúng ta cũng phải tu thiền mới mở đạo, chứ mà phải tu thiền mở đạo, bây giờ chúng ta tu với khác mà đòi mở đạo thì được không? Đó là cái cội nguồn, là cái gốc rễ. Cho nên phân lại cái cội nguồn gốc rễ của đạo Phật, thì Đức Phật do tu thiền ngộ đạo, thì giờ chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng phải tu thiền. Đó là cái không thể chối cãi được. Nhưng bây giờ hỏi Đức Phật tu thiền ngộ đạo là ngộ cái gì? Đó là một cái vấn đề chúng ta phải đi xa rộng hơn chút nữa. Trở lại lịch sử của Đức Phật, chắc trong đây đa số đều đã đọc và đã hiểu lý do gì Đức Phật đi tu. Quý vị nhớ không? Tức là Ngài thấy sanh, lão, bệnh, tử khổ quá rồi, Ngài chán đời đi tu, phải không? Phải không? Lâu nay chúng ta hay mắc kẹt vấn đề đó. Nghĩa là nói là Ngài đi bốn cửa thành, thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết, đó là cái cảnh khổ, rồi Ngài đi tu. Thì có những người khác họ sẽ nói như vậy thì Ngài thấy cảnh khổ của già, bệnh, chết, rồi Ngài chán đời, Ngài đi tu chứ gì? Phải không? Chứ sao mà Ngài đi tu? Đó, cũng thấy một cảnh mà chúng ta phải phân ra cái nguyên nhân cho nó tường tận, thì cái thấy chúng ta mới đúng cái ý nghĩa của đạo Phật. Còn nếu chúng ta chưa có phân tường tận cái đó thì chúng ta có thể hiểu lầm đạo Phật. Sở dĩ Đức Phật thấy cảnh sinh, già, bệnh, chết, rồi Ngài thức tỉnh, Ngài đi tu. Thì cái thức tỉnh của Ngài là thức tỉnh cái gì? Khổ chúng sanh. Chúng ta nói chung chung là thức tỉnh cứu khổ chúng sinh. Mà đúng ra nó thế này, khi Ngài thấy cảnh sinh già bệnh chết của con người rồi, thì Ngài liền nhớ lại lớp người này sinh ra già bệnh chết, lớp người khác sinh ra già bệnh chết, cứ như vậy lớp này qua rồi lớp kia tiếp tục mãi không có hạn cùng, mà không ai biết tại sao mình phải sanh ra, rồi phải chấp nhận già chết, rồi khi già chết rồi mình đi đâu cũng không hiểu, không biết tại sao mình sinh ra để rồi già chết, sau khi chết rồi mình đi đâu cũng không biết,
rồi làm sao cho hết được cái mầm sinh ra để già chết đó cũng không biết được. Bởi thấy như vậy, Ngài mới có một cái thắc mắc, cái ưu tư trong lòng Ngài phải làm sao tìm cho ra tại sao con người phải sinh ra, sau khi chết rồi con người đi đâu, và làm sao để giúp cái mầm sinh ra để tiếp tục già chết đó. Đó là vấn đề Ngài ưu tư, Ngài bất an. Cho nên khi thấy được cái cảnh đó rồi thì tự lòng Ngài không còn một chút vui vẻ nào nữa. Ngài quyết chí đi thân tìm cho ra manh mối đó. Cho nên Ngài quyết tâm đi tu. Thì quý vị nhớ, như vậy cái đi tu của Ngài vì ai mà đi tu? Chính vì Ngài và vì tất cả mọi người, phải không? Ngài không biết tại sao Ngài sinh ra, rồi Ngài cũng không biết sau khi Ngài chết rồi đi đâu, rồi cũng không biết làm sao để dừng không còn sanh ra nữa. À, thì nếu tìm được cái manh mối của mình là mình biết manh mối của người, phải không? Tìm ra được manh mối mình thì mình thấu suốt được cái manh mối của chúng sinh. À, thì cái vấn đề thắc mắc của Ngài là một vấn đọc đề trọng đại của con người. Thì quý vị lâu lâu có thắc mắc vấn đề đó không? Đó là con người chắc ai thỉnh thoảng cũng thắc mắc, tại sao mình có ra đây, rồi chết mình đi đâu đấy, phải không? Đó là những vấn đề hết sức là trọng đại, bởi vì đời người có mấy mươi năm rồi hết. Mà lớp trước là như vậy, rồi lớp mình cũng như vậy, rồi tới con cái, con cháu sau này cũng như vậy, mà là phải chấp nhận như vậy, và nó thật là vô lý. Cho nên Ngài quyết chí đi tu là để tìm ra cái manh mối đó. À, tìm ra được manh mối đó là giải quyết cho Ngài và cho tất cả chúng sinh. À, như vậy thì cái lý do Phật đi tu quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cái lý do đi tu đó có phải chán đời không? À, tìm một vấn đề trọng đại cho kiếp con người, phải không? À, bởi vậy nên Ngài đi tu. Khi Ngài đi tu rồi thì quý vị thấy đi ra rồi tới tìm các vị tiên học. Ngài học những vị thì bắt đầu có những vị dạy cho Ngài tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tới tứ thiền thì hết cái khả năng của ông thầy, thì Ngài đặt tới đó mà thấy chưa thỏa mãn, vì chưa có giải đáp được cái thắc mắc của Ngài, phải không? Ngài liền từ giả đi tìm một người khác nữa. Vì sao dạy Ngài chỉ được chứng được không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tức là thuộc về cái cõi trời vô sắc, thì cũng chưa giải đáp được cái thắc mắc của Ngài. Cho nên cuối cùng là Ngài sao? Ngài mới sử dụng cái tu khổ hạnh, phải không? Tu khổ hạnh để tự mình tìm coi có ra hay không. Nhưng mà tu khổ hạnh càng tu, con người Ngài nó càng nhọc, càng khổ, càng đuối đi, cho tới Ngài bất tỉnh. Thì Ngài thấy đây không phải là phương pháp để tìm giải đáp được cái nghi vấn của Ngài. Ngài mới ăn uống trở lại, tắm rửa sạch sẽ, con người khỏe khoắn rồi, Ngài tới cội cây, cây gì? Chưa, cây đó chưa phải Bồ Đề. Cây đó tên là cây Tất Bát La. Tới cây Tất Bát La, Ngài trải, lấy cỏ rải làm cái tòa, rồi ngồi dưới tòa cỏ. Nhưng mà khi trải tòa xong rồi, Ngài chỉ cái cây, Ngài thể rằng ta ngồi nơi này, nếu không tìm được đạo, dù xương tan, thịt nát, ta không rời khỏi chỗ này. Một cái ý chí kiên quyết, quyết tâm liều chết để tìm ra, giải đáp cho được cái thắc mắc của mình. Thì khi Ngài ngồi đó, ngồi thiền yên lặng 49 ngày đêm, thì trong 49 ngày đêm do thiền yên lặng đó mà Ngài liền bừng sáng. Bừng sáng Ngài thấy cái gì? Quý vị biết không? Gọi là ngộ đạo. Nghĩa là thấy cái gì gọi là ngộ đạo?
cho nên khi mà nói lại thì quý vị sẽ lúng túng. Đó là lịch sử Phật mà mình cũng còn lúng túng như thường. Thì khi mà Ngài ngộ đạo, tôi không nói nhiều, trong đó kể đủ thứ cái chỗ đạt được của Ngài. Tôi chỉ kể ba cái rất là căn bản. Đó là đầu hôm tới khuya thì Ngài chứng được tam minh. Quý vị nhớ tam minh chưa? Tam minh là ba cái sáng. Cái thứ nhất là thiên nhãn minh, thứ hai là túc mạng minh, thứ ba là lậu tịnh minh. Thì ba cái sáng đó, thì cái sáng đầu tiên là thiên nhãn minh, tức là con mắt Ngài sáng, thấy thấu suốt. À, thấy thấu suốt, đây tôi chỉ kể ba cái thấy thấu suốt cho quý vị nghe. Cái thấy đầu tiên của Ngài là Ngài thấy ngoài cái quả địa cầu chúng ta đang ở còn có vô số quả địa cầu khác không thể lường, không thể tính nổi. Do đó cho nên trong kinh Đức Phật thường dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới, phải không? Thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì quý vị nghĩ sông Hằng chừng bao nhiêu cát? Thôi tôi không nói sông Hằng mà nói sông Đồng Nai ở Sài Gòn thôi, phải không? Sông Đồng Nai quý vị tính có bao nhiêu cát? À, mà sông Hằng nó dài tới cả 1-2 ngàn cái số, sông Đồng Nai có mấy trăm cái số thôi mà chúng ta còn không thể tính hết. Mà Phật thấy thế giới ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì những cái lời nói đó cách đây 25 thế kỷ ai tin? Đọc thì đọc chứ không bao giờ chúng ta tin nó. Làm gì ngoài thế giới mình còn có thế giới khác? Đó. Nhưng mà tới giờ quý vị tin chưa? Bây giờ quý vị tin. Như vậy thì cái lời Phật nói trên 2.000 năm chúng ta không tin nó. Như vậy thì hồi xưa nhờ cái gì mà Phật thấy? Tức là nhờ chứng được cái thiên nhãn minh mà thấy được cái đó. Rồi Ngài nhìn trong bát nước thì có vô số vi trùng. Thì Ngài thường dạy chư tỳ kheo, nếu mà nước chưa có lọc, trước khi uống phải tụng bài kệ. Trong bài kệ đó có hai câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ kim trùng. Là Phật nhìn trong bát nước có 84.000 vi trùng. Mà lời nói đó ngày xưa chúng ta tin không? Nghĩa là cách đây chừng khoảng 100 năm thôi mình cũng không tin, phải không? Mà tới bây giờ chúng ta mới tin được. Thì như vậy các thấy của Đức Phật có chứng cứ chưa? À, thấy xa bây giờ chúng ta tin lời đó, cái thấy của Phật là đúng. Thấy nhỏ chúng ta tin Đức Phật thấy là đúng. Thấy trong người có vô số vi trùng ở trong thì chúng ta tin không? Bây giờ chúng ta cũng tin. Cho nên trong văn chữ Hán thì nói: nhân thanh chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú. Tức là trong cái thân này có vô số vi trùng đang ở trong đó. Đó là cái nhìn của Đức Phật. Thì cái nhìn đó nó là quá xa mà bây giờ chúng ta mới tin được. Bởi vậy nên hồi xưa có những cái Phật thấy mà Phật không thể nói. Mình nói ai biết mà nói, ai hiểu mà nói. Vì vậy mà Ngài chỉ nói đại khái 1-2 điểm đó thôi. Rồi kế đó nữa thì Ngài nhìn thấy được cái chúng sinh sau khi chết theo nghiệp luân hồi trong 6 đường. 6 đường mà chúng ta thường dùng từ gọi là lục đạo đó, à, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời. Thấy rõ ràng trong kinh Phật diễn tả, ta thấy chúng sanh luân theo nghiệp luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy cả cái đường này người đi đường kia, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy thì cái thấy của Phật rồi Ngài diễn tả, Ngài nói lại cho chúng ta nghe, chứ không phải Ngài suy luận. Không phải suy luận. Bởi vậy nên cái gì Ngài nói là cái đó do Ngài thấy, chứ không phải là tưởng tượng mà nói.
Vì vậy mà ngàn năm nó không có đổi thay. Như vậy thì Đức Phật thấy được con người sau khi chết theo nghiệp lành thì sanh Phật, rõ ràng như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ở ngã tư, thấy cả đi qua người đi lại rõ ràng. Đó, thì như vậy Ngài đã giải quyết được vấn đề gì đối với Ngài? Tức là sau khi chết, phải không? Sau khi chết rồi đi đâu? Thì đây, đi theo nghiệp, làm đi cõi lành, giữ đi cõi giữ, thấy rõ ràng thông tin. Đó là một cái giải quyết rồi à, mà giải quyết được sau khi chết. Nhưng mà giờ còn trước khi mình chưa có mặt ở đây, mình ở đâu, mình là cái gì, thì bước qua cái thông thứ hai, ở cái minh thứ hai, gọi là túc mạng minh. Mạng tức là đời trước, đời sống, mà chữ túc là trước, tức là biết rõ những đời về trước của chính mình à. Bởi biết rõ cho nên khi Phật cần nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì ở đâu, thì Ngài kể lại những bài kinh kể lại như vậy, gọi là kinh gì? Kinh Bổn Sanh Bổn Sự, phải không? Đó, những quyển kinh Bổn Sanh Bổn Sự là Ngài kể lại đời trước Ngài đã từng tu ở đâu, đã từng làm những gì, kể lại rõ ràng. Cho nên Phật nói rằng ta nhớ lại vô số kiếp về trước như là nhớ chuyện hôm qua vậy thôi. Hôm qua làm cái gì thì bữa nay nhớ lại rõ ràng, không sai sót một nét, một điểm. Đó là do chứng được túc mạng minh. Thì như vậy biết được đời trước mình đã làm, từng làm cái gì, bây giờ mình sanh ra đây mình phải đang hưởng hay là đang chịu những cái quả báo tốt xấu dần dần. Thì như vậy Ngài biết được trước khi ra đời mình ở đâu chưa. Như vậy đã giải quyết được, tức là đáp được cái nghi vấn thứ hai của Ngài rồi, phải không? Trước khi chưa có mặt mình ở đây, mình là gì, là ở đâu, biết rõ. Rồi sau khi chết mình sẽ về đâu, đường nào, Ngài cũng biết rõ. Đó là hai cái vấn đề rất là then chốt của kiếp người, Ngài thấy rõ ràng. Còn cái thứ ba nữa, làm sao dừng đi, không còn bị lôi kéo trong sanh tử nữa. Đó là tới cái thứ ba là lậu tận minh. Lậu tận minh, chữ lậu là rơi rớt, nó là dứt hết cái vòng rơi rớt sanh trong ba cõi tam giới đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Ngài dứt hết cái mầm đó và biết rõ làm sao để dứt được cái mầm đó. Như vậy đó là chứng được lậu tận minh. Thì như vậy khi mà chứng được cái đó rồi thì Ngài dứt được cái mầm sanh tử cho Ngài. Rồi Ngài sẽ làm gì nữa? Bản thân Ngài thì xong rồi, nhưng mà với người khác, với mọi người thì sao? Ngài phải tìm cách chỉ cho người ta làm sao cũng được xong như Ngài, không còn bị chìm ở trong sanh tử nữa. Đó là cái mục đích mà sau này Ngài đi giảng đạo. Như vậy thì sau cái chứng đó thì quý vị thấy kể ba cái minh đủ thấy rõ cái sở nguyện và cái băn khoăn thắc mắc của Ngài, đến đây mới giải quyết xong, phải không? Kết quả được cái đó gọi là thành đạo, còn gì nữa nữa, phải không? Còn cái gì để tìm nữa? Như vậy thì cái thành đạo của Phật là thành đạo tìm ra được manh mối của con người từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu và làm sao giúp mầm sinh tử, giúp bằng cách nào, thấy rõ ràng, biết rõ ràng, gọi đó là thành đạo. Hiểu vậy thì quý vị mới biết được cái chủ yếu của đạo Phật. Nhưng mà khi thấy rõ ràng những cái đó thì gọi đó là giác ngộ, tức là thấy như thật những cái mình tìm kiếm, tức là thấy như thật về kiếp con người đó, gọi là giác ngộ. Và sau khi thấy như thật rồi chỉ dạy lại người, nghĩa là chính mình đi tới cái chỗ không còn rơi rớt lại trong sanh tử nữa thì gọi đó là giải thoát sanh tử. Và chỉ cho người tu
cùng ra khỏi cái dòng sinh tử đó, gọi là giải thoát sinh tử. Cho nên mục tiêu của đạo Phật nhóm, một là giác ngộ, hai là giải thoát, phải không? Giác ngộ giải thoát, đó là mục tiêu của Đức Phật. Mà mình tu Phật thì phải thấy rõ hai cái điểm đó. Chứ nhiều khi hỏi Phật giác ngộ cái gì, không biết giác cái gì. Nghe nói Phật giác ngộ chứ không biết giác cái gì. Thì như vậy là mình đệ tử trung thành với Phật chưa? Chưa. Đó là tôi nêu lên để mình tìm về tận cội nguồn của đạo Phật. Mình hiểu được như vậy rồi thì mới biết tại sao Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề tu thiền được giác ngộ. Mà ngài giác ngộ rồi thì từ đó gọi là Phật. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta phải làm sao để được giác ngộ? Đó là một vấn đề của chúng ta hiện giờ. Thì những cái đó thì tôi sẽ nói sau. Có thì giờ thì tôi sẽ nói những cái cần thiết đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy đúng cái gì Đức Phật thấy thì ngài liền đem trả lại cho người. Nó rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Cho nên sau khi giác ngộ dưới cây Tế Bát La rồi thì cây đó đổi tên là cây gì? Là cây Bồ Đề. Tại sao mà nó đổi tên như vậy? Bởi vì ngài ngồi dưới cội cây đó mà được giác ngộ. Bồ Đề gọi là giác, là giác. Bồ Đề là giác đó. Ngồi dưới cây đó mà được giác ngộ nó gọi cây Bồ Đề, chứ không phải cây đó thực tên Bồ Đề, phải không? Bởi vậy nên tôi thường nói ở Việt Nam, tôi nói giả sử bây giờ chúng ta ra cây xoài, cây mít gì đó, trải tọa cụ ngồi tu mà được giác ngộ thì cây đó gọi là cái gì? Cũng Bồ Đề đó, phải không? Hết xoài, hết mít. Như vậy thì cái Bồ Đề có nghĩa là ngồi đó mà được giác ngộ. Nên nhiều khi tôi thấy rất là tội nghiệp, chúng ta không chịu ráng tu giác ngộ mà chạy tuốt qua Tích Lan, qua Ấn Độ xin cái cây mầm Bồ Đề về trồng. Trồng mà trồng cái đó mà không tu cái giác ngộ chưa? Thì trồng đó thì trồng chứ không bao giờ giác ngộ được. Mà muốn giác ngộ thì chúng ta phải tu đó, phải tọa thiền rồi mới tới giác ngộ. Mà chúng ta hình thức nghe nói cây đó cây Bồ Đề là cây giác ngộ thì đem về trồng để mong được giác ngộ mà không chịu tọa thiền. Đó là cái điều nó không có đúng với cái tinh thần của Phật. Như vậy thì tới cái phần thứ hai, khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì những cái ngài thắc mắc đó ngài đã giải quyết xong. Giải quyết xong rồi thì ngài đem cái thấy biết của ngài chỉ dạy lại cho người sau. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật ở vườn Lộc Nguyễn, quý vị nhớ là bài gì không? Bài thuyết pháp đầu tiên mà quên rất uổng. Đệ tử Phật là thuyết pháp đầu của Phật mà quên. Tức là bài Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế đó là bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật. Thì trong bài Tứ Diệu Đế, quý vị kiểm lại thử coi có đúng cái gì ngài thấy mà ngài giải lại không? À, trong bài đó, bài thuyết pháp đầu tiên, trước hết thì Phật nêu lên vấn đề khổ đế, rồi thập đế, diệt đế, đạo đế, tức là bốn cái. Mà bốn cái ngài nói là bốn cái điều như thật, đúng như thật, cho nên gọi là đế, đế là chắc thật. Bốn cái rất là nhiệm màu, đúng như thật. Thì bốn cái đó là căn cứ đâu? Nhằm vào cái gì? Tức là căn cứ vào cuộc sống của con người. Phật nói cuộc sống này là khổ, buồn chưa? Cho nên nhiều người đọc tới đó thì nói Phật vừa thấy
nghĩa là mở màn dạy cho người ta thì bắt đầu nó khổ trước, phải không? Nó khổ trước, nó khổ thì như vậy thì đạo Phật là gốc bi quan thì chứ gì, phải không? Nó là mở màn dạy là đã có khổ rồi, cái khổ, cái khổ rồi cái tới khổ đế là tới tập đế, à, hai cái vế đó là nói cái gì? Nói cái quả và cái nhân của kiếp người, đúng không? Quý vị phải thấy cho tường tận cái đó. Khổ đế là cái quả, mà tập đế là cái nhân. Khổ là quả, tập là nhân, nhân và quả của kiếp con người, đúng không? Chúng ta nghe pháp thì cứ nghe mà đâu có xét tường tận như vậy. Tại sao hai cái đó là quả và nhân của kiếp con người? Bây giờ Đức Phật chỉ như thân chúng ta. Thân này thì có mấy cái khổ quý vị nhớ không? À, hoặc 8 khổ hoặc là 4 khổ, phải không? 4 cái khổ về thân là sinh, già, bệnh, chết, phải không? Bây giờ cái khổ sinh thì chắc nhiều người nghi lắm. Mình có khi vui, có khi buồn, nó phải khổ hoài, phải không? Mà tại sao không nói khổ? Còn cái già, bệnh, chết thì khổ, chấp nhận, dễ dàng. Ba cái sau thì ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng mà cái trước là, thì nhiều người nghi. Nhưng mà giờ tôi hỏi lại quý vị coi, sinh có phải là khổ hay không? Chúng ta cứ nghĩ sinh là cuộc sống, phải không? Cuộc sống có khi vui, có khi khổ. Mà hình như khổ ít vui nhiều chứ, phải không? Mà sao Phật lại nói khổ? Thì ở đây quý vị nhớ trong lịch sử Đức Phật, Ngài có một lần được theo vua cha ra đồng coi cái lễ hạ điền đó, tức là làm ruộng đó. Thì khi ra đó Ngài ngồi dưới cội cây, Ngài nhìn thấy người đi cài, cài lúa cài lên thì có những con trùng đương dãy giũa, thì những trùng đó liền bị con gì ăn, chiêu lại nó mổ nó nuốt. Mà khi chiêu đưa mổ nuốt mấy con trùng thì có con chiêu, con chiêu cắt ở trên nó rình nó chụp mấy con chiêu này. Thì như vậy Đức Phật kết luận cuộc sống là đau khổ. Đau khổ là sao? Sự sống của con vật này bằng sự chết của con vật khác thì có khổ không? Bây giờ kiểm lại, quý Phật tử đến từng tuổi này sống được bao nhiêu tuổi thì đã làm khổ bao nhiêu chúng sinh? Kiểm lại chúng ta chừng bao nhiêu chúng sinh? Thì như vậy cái vui của mình là cái khổ của loài khác, phải không? Mình được khỏe mạnh, mình vui tươi, mà những người loài khác đã chết vì mình. Không có một chúng sinh nào sống mà không vì sự chết của loài khác hết. Thành ra sống bằng cái chết của mình, của loài khác, sống là khổ hay vui? Tại mình ngó trở lên cho mình mới thấy vui. Chứ nếu ngó ngược lại thì sự sống của mình là cái chết của loài khác. Cái chất là khác là khổ đau, vui sao nữa, phải không? Đó, rồi quý vị kiểm đặt từ con người nhìn ra các con vật thì thấy rõ ràng đó là sống bằng cái chết. Mà đã sống bằng cái chết thì làm sao đã là vui? Mà chúng ta cứ vui thì vui của chúng ta là vui trong cái khổ của loài khác đó. Mà chúng ta không hay đó. Bây giờ kiểm lại mới thấy rõ ràng. Rồi chính trong cái cuộc sống của mình kiểm tra lại nó từ nhỏ tới lớn, quý vị được nhiều cái như ý hay là nhiều cái bất như ý? Cái nào nhiều hơn? Đời người được được bao nhiêu phần trăm như ý và bao nhiêu phần trăm bất như ý? Ai có hạnh phúc lắm là được chừng 30% như ý thôi, phải không? Còn hết 70% bất như ý
Còn ai bất hạnh thì 80-90% bất như ý, chỉ có 10% hoặc 20% là như ý. Thì như vậy cái bất như ý là khổ hay vui? Khổ. Như vậy cái nào nhiều cái nào ít? Khổ. À, khổ nhiều. Bởi vậy cho nên nói cuộc sống là khổ. Đó, đó là tôi mới nói bốn cái khổ về thân, rồi bốn ba cái khổ về tâm. Cầu bất đắc khổ, ái việc ly khổ, quán tánh hậu khổ. Ba cái khổ đó có người nào khỏi không? À, cái gì mong mỏi muốn được mà không được, khổ không? À, rồi người mà mình thương, mình quý, mình muốn gần lại sao lìa, khổ không? Người mình ghét, mình chán mà cứ ngồi nhã nhặn trước mặt mình, khổ không? Thì như vậy thì cái khổ đó quý vị thấy nó là rõ ràng mà ai cũng mắc kẹt hết, phải không? Ai cũng mắc kẹt với cái khổ đó. Vì vậy mà đứng về mặt tâm lý thì cũng là khổ. Rồi chung hết là ngũ ấm xí thành khổ, là cái khổ chung của thân này. Như vậy thì xét hai mặt về thân, về tâm, chúng ta đâu có được cái vui, phải không? Như vậy thì cuộc đời là khổ hay là vui? À, như vậy thì Phật bi quan, phải không? Nói cuộc đời là khổ, kết luận nó là khổ thì vui được chưa? Tuy nói khổ mà không phải bi quan. Tôi ví dụ trước, ví dụ như một bác sĩ giỏi khi khám một bệnh nhân, biết bệnh nhân đó vừa bị một cái bệnh nguy hiểm mới phát mà bệnh nhân chưa hay, chưa biết. Bản trị thì người bệnh nhân tôi chưa có bệnh, không bệnh trị, thì bác sĩ phải sao? Phải giải thích cái nguy hiểm của bệnh, phải không? Cái bệnh này nó sẽ phát ra, rồi phát ra nó hành thế nào, rồi tới nguy hiểm thế nào. Giải cho thật rõ cái nguy hiểm của bệnh khi người ta chưa biết bệnh, mà phải giải trước cho người ta. Thì giải trước để làm gì? Để cho họ ý thức được bệnh của họ, rồi chỉ thuốc cho họ trị. Thì như vậy, bác sĩ là làm cho người ta bi quan, hay là muốn cứu người ta bớt khổ? Đó là vì cứu người, chứ không phải làm cho người ta chán, ta bi quan, phải không? Ở đây cũng vậy, chúng ta sanh ra sống trong cảnh khổ, mà chúng ta có ý thức cái khổ chưa? Chưa, ai cũng ước mơ đời mình hạnh phúc không à? Phải không? Lúc nào, bao giờ cũng nghĩ hạnh phúc. Ví dụ lâu lâu thấy người thân mình bệnh nặng, tới thăm cái gì cũng thở ra một chút, phải không? Chừng bữa hai bữa cũng quên mắt, cũng lo chạy hơn thua. Rồi lâu lâu cái có người thân mất đi đám, đưa đám rồi thì về cũng buồn bã một hai ngày, rồi cái là cũng quên tốt. Cứ như vậy, cái khổ mà chứng kiến được rồi mình cũng quên, mình cứ lo cho cái sống mà mình không bao giờ nghĩ tới cái khổ đó. Bởi vậy cho nên mình cứ ước mơ tưởng tượng trong lòng rằng mình sẽ an vui, mình sẽ hạnh phúc. Do tưởng tượng đó mà Đức Phật phải xác định con người là khổ. Khổ rõ ràng như vậy rồi, để Ngài chỉ tại lý do gì mà chúng ta khổ, nguyên nhân nào làm cho chúng ta khổ. Đó là tập đế, phải không? Cái khổ đế là cái xác thực rõ ràng về kiếp người. Rồi tới tập đế là cái nguyên nhân nào đưa đến cái kiếp người đau khổ như vậy. Đó là tập đế. Thì tập đế quý vị biết là cái gì không? Nguyên nhân nào đưa chúng ta tới thọ thân này để chịu đau khổ? Chưa biết nguyên nhân, mà chưa biết nguyên nhân thì làm sao mà giải thoát khổ được. Bởi vậy nên học Phật lâu lơ lâu lắc mà mà chưa thấy cái gốc của đạo Phật. Đó là cái chỗ mà tôi muốn chỉ cho quý vị thấy, cho tất cả cái căn bản của Phật dạy mình phải nắm được thật vững, biết rõ rồi thì cái ứng dụng tu nó mới có cái nền tảng. Thì tới cái tập đế
thì Phật nói có gì lạ? Do tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Sáu cái gọi là căn bản phiền não. Sáu cái cội gốc phiền não này là cái nhân tạo thành cái quả đau khổ của kiếp người. Bây giờ tôi chỉ nói một cái tham thôi, thì quý vị thấy có đúng hay không? Tham, bây giờ quý vị thấy cái tham ở thế gian nhiều thứ tham lắm, phải không? Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, đủ thứ tham. Nhưng mà cái tham tối hệ trọng là cái tham sống, phải không? Quý vị có tham sống không? Giàu đương vui vẻ vậy á, mà người nào lại nhìn cái tướng mà coi cái tai nói ông hay bà chắc chừng ít tháng nữa là qua đời còn vui rồi. Nghe đó là hết vui rồi. Thì như vậy thì nghe nói tới cái chết là tất cả cái gì chúng ta đều hết, không còn chút vui nào. Thì tại sao chúng ta không còn vui? Vì chúng ta sợ chết. Chúng ta muốn được sống mà giờ nói chết là chúng ta hoảng sợ, một hoảng sợ cái hết vui. Như vậy thì bởi sợ chết cho nên rồi thân này vừa hoại đi thì chụp thân khác liền, không có để cấm hở. Bởi vậy cho nên liên tục trong dòng sanh tử, mất thân này là bám vào thân khác, dù một cái thân xấu xí cũng bám vào đó. Vậy mới nói là luân hồi trong lục đạo đó, chứ còn ai dạy gì ra mà tìm cái thân xấu như sanh trong các loài trâu bò heo chó, phải không? Không ai dạy gì mà làm gì đó. Nhưng mà tại vì mất thân là quản nốt rồi, cái gặp cái gì chụp cái ấy, mình chụp để cho còn thân, mà chính chụp cái khác mà theo cái nghiệp xấu rồi nó đi vào đường ác, mình không thấy. Đó là cái gốc của luân hồi. Cho nên cái từ như Mâu Nhà Phật gọi là ái nhã, thương mình, yêu mình quá, yêu mình cho nên là tiếp tục hoài trong vòng luân hồi của kiếp. Đó là mới một cái tham không, thì quý vị thấy nó có phải là gốc sinh tử chưa? Rồi sân, rồi si, đủ thứ mấy cái kia thì nó là một chùm để chúng ta tạo thành cái nghiệp khổ của cuộc đời này. Như vậy thì nếu chúng ta dứt được cái tham, dứt được cái sân, vân vân, thì chúng ta có bớt khổ không? Đó, bây giờ tỉ dụ như cái tham, mình không có tham sống thì ai nói chết mình cười nói chết hả? Không chết thì chết, có gì đâu. Còn thì mình đâu có khổ, phải không? Còn vì mình tham sống cho nên nói chết là quả hốt mình liền, là khổ. Rồi nếu mình bớt sanh thì có cái quán tánh hội khổ không? Mình không ghét ai hết thì ai như ai ngồi trước mặt mình cũng như nhau thôi, có gì đâu mà khổ, phải không? Tại ghét người ta quá cho nên gặp phải khổ, phải không? Cái khổ đó từ đâu mà ra? Cũng tại mình ôm ấp cái ghét thù đó mà rồi mình khổ. Mình bỏ cái đó thì tự thấy khổ. Thì như vậy thì những cái khổ đó là gốc tại mình. Bây giờ mình bỏ hết sáu cái này thì cái nhân khổ nó hết. Mình nhân khổ hết thì quả khổ nó có, phải không? Đó là Phật chỉ cái nhân từ cái quả khổ, rồi Ngài chỉ cho cái nhân làm sao cho hết khổ. Tại sao mà nó tạo ra được khổ này là có nguyên nhân. Nguyên nhân đó mình dứt sạch thì thấy khổ, phải không? Cho nên dứt sạch cái nguyên nhân này gọi đó là diệt đế. Diệt đế là dứt sạch cái nguyên nhân đau khổ. Mà khi dứt sạch nguyên nhân đau khổ rồi mà chúng ta muốn dứt phải làm sao dứt đấy? Tức phải có phương pháp, có phương tiện. Phương tiện đó là gì? Là đạo đế. Thí dụ giờ muốn hết sân thì Phật dạy làm sao để hết sân. Nó muốn hết sân mà nó không chứ đâu được, phải không? Nó không thì muôn đời cũng muốn hết sân. Bây giờ muốn hết sân, muốn hết cái phù ghét người khác, mình phải làm sao? Phật dạy quán từ bi. Phải luôn luôn thấy ai mình cũng thương, thương người khác, thương mọi người như thương mình.
chừng nào thương mọi người như thương mình á, thì mình còn ghét ai nữa không? Mình có ghét mình bao giờ đâu, phải không? Chừng nào mà mình thương mọi người như mình á, thì chung quanh chúng ta không còn có người mình ghét. Mà không còn ghét người thì đâu có cái quán tánh mỗi khổ, phải không? Thì đó là mình hết một cái khổ thôi. À, còn bây giờ muốn đừng có sợ chết thì phải quán sao? Thì quán vô thường, à, hoặc là quán cái thân này bất định, hoặc là quán thân này duyên hợp, vân vân. À, những cái quán đó lần lần mình thấy rõ thân này đã là duyên hợp thì đủ duyên nó còn, thiếu duyên là nó đã, có gì đâu thiệt không quan trọng, phải không? Quán vậy rồi thì tự nhiên mình bớt bớt cái thương, cái quý thân, và bớt cái đó rồi thì chết hết sợ. Cho nên quý vị thấy nhiều vị thiền sư khi chết được cười từ giả đi, không có sợ tí nào hết. Ngược lại mình thì tới đó làm sao? À, sợ rồi khóc rồi đủ thứ hết, phải không? Quảng hốt đó là tại vì mình chưa từng biết đâu. Như vậy thì chỉ bốn cái diệu đế đó, quý vị thấy Đức Phật có chỉ rõ cho chúng ta về cái kiếp con người ra sao chưa? Rất là tương tán. Như vậy thì Ngài thấy thế nào? Ngài liền dạy cho chúng ta thế ấy, phải không? Dạy chúng ta biết tại sao mình có thân này, rồi muốn thân này hết khổ chúng ta phải làm sao. À, như vậy thì giải quyết được cái nghi vấn của Ngài là giải quyết được nghi vấn của chúng sinh. À, rồi kế đó làm sao để khỏi phải lăn lộn trong cái dòng sanh tử nữa, đó là dạy cái cách tu để được kết quả là diệt đế đó, diệt hết cái mầm sanh tử, như Ngài chứng được cái lẩu tỉnh minh đó, dứt hết mầm sanh tử rồi được giải thoát như Phật. Như vậy thì cái gì Phật đã thấy, Phật liền chỉ chúng ta rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên cái bài thuyết pháp đầu tiên là nói thẳng cái gì Ngài thấy cho chúng ta nghe, phải không? Nhưng bây giờ mình học thì học lý thuyết, học ngôn ngữ mà không tìm tận cái gốc đó, bởi vậy cho nên rồi mình không hiểu Phật dạy cái gì. Rồi tới kế những thời sau thì Phật nói được 12 nhân duyên, quý vị nhớ không? 12 nhân duyên tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức cho tới lục nhập cái sanh lão bệnh tử, đó là 12 nhân duyên, tức là cái dòng nó tiếp nối trong sanh tử. Bây giờ muốn dứt cái dòng tiếp nối sanh tử đó thì phải sao? Vô minh dứt thì hành dứt, vân vân, chỉ cho chúng ta biết làm sao, tại sao chúng ta phải đi quanh quẩn trong sanh tử, làm sao thoát ra khỏi sanh tử. Thì những vấn đề đó quý vị thấy Đức Phật nó hết sức rõ ràng về kiếp con người, phải không? Thấy rõ rồi chỉ dạy cho mọi người thấy, thì đó là cái ý nghĩa mà tôi nói Phật thấy rồi dạy cho chúng ta thấy. Như vậy thì ngày nay chúng ta tu thiền, tức là tôi nói tại sao chúng ta tu thiền, thì ngày nay chúng ta tu thiền là để làm gì, tìm kiếm cái gì? Chúng ta ngồi yên lặng tự soi sát lại chính mình, thấy rõ mình là cái gì. Chừng thấy rõ mình là cái gì rồi thì chúng ta mới đi tới cái chỗ đạt được cái cứu kính chân thật mà đạo Phật gọi là giác ngộ. Khi được giác ngộ cái đó rồi thì chúng ta mới đi tới giải thoát sinh tử. Cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát, đó là cái gốc của đạo Phật, phải không? Như vậy thì hiện giờ quý Phật tử tu có trở về cái gốc đó không? Chưa từng trở về cái gốc đó, mà đa số thì tu Phật bằng cách xin Phật phù hộ, phải không? Xin Phật giúp sức cho mình được qua tai qua nạn, phải không? Xin Phật giúp sức cho mình bớt phiền não, phải không? Bớt những cái lo âu, vân vân. Chứ mà không có biết tu Phật là để tìm giải quyết cái số phận
cái kiếp của con người, phải không? Đó là cái mà lâu nay chúng ta hơi thờ ơ với cái gốc, mà chúng ta chạy theo cái gì? Cái ngọn. Mà cái ngọn đó ngọn hơi khô rồi, phải không? Rất là cái ngọn tươi. Vậy đó mà chúng ta đang làm, đang theo. Thì như vậy tôi muốn nói để cho quý vị hiểu được cái trọng tâm của Đạo Phật, mà tại sao chúng ta chủ trương tu thiền, phải không? Đó, tu thiền là như vậy. Nhưng giờ đây muốn đi thêm một bước khác khác nữa thì tôi sẽ nói rộng chút. Quý vị thấy như người tu thiền, hiện giờ quý vị nghe quý vị tu thiền đó, họ làm cái gì, tu sao không? Tôi nói ví dụ như các sư Nguyên Thủy dạy về thiền minh sát tuệ, quý vị biết cái đó chút chút không? Minh sát tuệ tức là hít vô tưởng phòng, thở ra tưởng xẹp, cứ phòng xẹp, phòng xẹp, hít vô phòng, thở ra xẹp, cứ quán lại bình như vậy. Thì quý vị thấy con nó tầm thường làm sao, phải không? Ngồi cứ nhìn hít vô phòng, thở ra xẹp, phòng xẹp như vậy để làm gì? Rồi hoặc giả bữa nay quý thầy dạy có khi tọa thiền đếm hơi thở, hít vô cùng thở sạch đếm một, hít vô cùng thở sạch đếm hai, đếm được 10 bỏ thì đếm lại một, giả sử đếm nửa chừng quên thì bắt đếm lại một, cứ như vậy mà đếm, thở đếm, thở đếm, thì thấy nó rất là tầm thường, phải không? Có nhiều Phật tử nói ngồi mà cứ đếm hơi thở hoài đâu có công đức gì, thôi thì niệm Phật thì có công đức, phải không? Đó là cái nhìn của Phật tử chưa có tường tận được cái tu. Sở dĩ chúng ta hít thở, hít nhớ vô phòng, thở nhớ ra xẹp, cứ phòng xẹp vậy là chúng ta cứ xoay lại, xoay gọi chính chúng ta, mượn cái phương tiện đó mà xoay lại mình, không có chạy ra ngoài, phải không? Như vậy thì vừa nghĩ cái gì ngoài là bỏ, phải kéo nó trở lại cho mình. Nhờ soi rõ đó lâu ngày rồi nó sẽ bừng sáng. Chừng bừng sáng gọi đó là có giác, có ngộ. Cũng như vậy, đếm hơi thở 1 tới 10 bỏ, cứ nhớ hơi thở vô ra, rồi cứ xoay như vậy mãi, để cho mình đừng có nhớ, đừng có chạy theo sắc thanh hương bên ngoài nữa, cứ dồn cái tâm mình trong một cái việc hơi thở thôi. Thì lâu ngày, lúc nào đó tâm nó yên định, rồi mình tự sáng, tự giác. Đó là thấy thì rất là tầm thường, mà nó lại có cái giá trị phi thường. Mà người chưa hiểu thì thấy ngồi làm chuyện nó buồn quá, không có cái gì cao siêu hết, phải không? Chứ còn dạy ngồi mà để luyện tập cái gì đó, đi xuất hồn, đi ngao du xứ này xứ kia, ngủ vui hơn, phải không? Còn ngồi cứ dọn mình, nếu mà thở lại, buồn quá, phải không? Còn hoặc giả ngồi ở khiếu mở nguyện rồi có những cái gì lạ lùng thì thấy nó vui, còn gì cứ đếm hơi thở hoài nó tầm thường. Nhưng sự thật ra cái chủ yếu của Đạo Phật dạy tu thiền, mà trong kinh thường nói ba cái môn học đó là tam giải thoát học, là giới, định, tuệ. Định rồi phát sanh trí tuệ. Chúng ta quán, chúng ta đếm hơi thở để cho tâm chúng ta an, tâm chúng ta định, mà tâm định thì trí tuệ nó sáng, thì đó là giới định tuệ. Chứ không tìm cái gì ở ngoài, không mong cầu cái gì ở ngoài, đó là tu thiền. Mà tu vậy thì không có lạ, tu vậy là không có bệnh. Còn tu mà muốn đi chơi rồi du lịch khỏi tốn tiền đó, thì dễ bệnh lắm. Cái đó thì rất là dễ bệnh. Khi mà nó có bệnh rồi có thể hư một đời này, chứ không phải là thường. Bởi vậy nên biết tu thì đó là cái chuyện rất là cần yếu, rất là lớn lao, chứ không phải là cái chuyện nhỏ.
diễn thường. Nên được quý Phật tử hiểu được tu thiền là cái gì, làm cái gì, thì đó là cái điều rất là thiết yếu. Như vậy thì quý vị nhớ hiểu được hai vấn đề tôi đã nêu lên rồi chưa? Câu hỏi thứ nhất là thiền là gì, phải không? Quý vị hiểu thiền là gì chưa? Câu thứ hai, tại sao chúng ta tu thiền? Quý vị hiểu chưa? Chúng ta tu thiền, tôi nhắc cho quý vị dễ nhớ. Một là chúng ta trở về cội gốc của Đạo Phật, phải không? Hai là chúng ta cố gắng tìm cho ra được con người chính mình. Cái con người chính mình, cái đó là cái gốc của sự tu thiền là vậy. Nghĩa là chúng ta đã quên mình, chúng ta đã mất mình, cho nên bây giờ chúng ta phải tìm lại coi cái gì là mình. Quý vị thấy cái gì là mình chưa? Bây giờ thực ra nãy giờ nói là nói mới quay lại tìm thôi, chưa có chỉ cái gì là mình. Nếu mà có buổi khác nói chuyện thì tôi sẽ nói cái gì là mình, cái gì không phải mình. Đó là cái vấn đề đó, chỉ là ở trong nhà thiền. Bây giờ chúng ta mới bước vào để tìm ra, để hiểu rõ thiền là cái gì và làm sao tu thiền. Hiểu hai cái đó rồi, bây giờ chúng ta phải đi sâu hơn chút nữa. Tu thiền là phải nhận, phải thấy hay là phải giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ chính mình là cái gì đó, phải không? Biết rõ ràng mình như Đức Phật đã giác ngộ. Cái giác ngộ đó là cái gốc của sự tu thiền. Đến chỗ cứu kính đó thì mới gọi là thực giác ngộ. Nhưng chúng ta chỉ cần cách gần gũi hơn, dễ thấy hơn, là hiện giờ chúng ta đang phóng ra ngoài mọi cái khả năng của sáu cơ quan, nó đương chạy đuổi ra ngoài, phải không? Nó đang chạy đuổi ra ngoài. Bây giờ chúng ta muốn cho nó soi rọi trở được vào, đó là chúng ta tu thiền, phải không? Nếu người tu thiền là soi rọi trở được với mình, tìm kiếm mình đó, thì cái điều kiện đó quý vị thấy đối với cái thời hiện đại này và tương lai này nó có cần thiết không? Tôi nêu lên một vấn đề nữa là tương lai tu thiền có cần thiết đối với con người hay không? Quý vị đã biết rõ rằng chúng ta đang quên mình, phải không? Quên mình, đưa đuổi theo bên ngoài, mà nhất là cái thời văn minh khoa học của chúng ta đang sống. Mỗi ngày chúng ta đều theo dõi tất cả các bên ngoài, biết từ ở dưới đất tới trên trời, đâu chúng ta cũng biết hết, xứ này biết, xứ kia biết, biết rất nhiều, nhưng mà mình không biết. Biết cả thiên hạ mà không biết mình. Thì quý vị thấy cái biết đó nó có khuyết điểm hay không? Mà như vậy thì càng ngày chúng ta càng biết nhiều, càng biết nhiều chúng ta càng quên mình sâu. Như vậy thì đối với cái bước tiến của khoa học, mỗi ngày cứ mỗi tiếng, mỗi ngày cứ vượt lên, thì con người chúng ta càng lâu chúng ta càng quên mất mình nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy phải quay lại mình để biết mình, hay là thôi thả trôi luôn? Quý vị đồng ý cái nào? Chẳng lẽ là chúng ta thả trôi luôn, để mấy chục năm rồi nó đi đâu, mặc nó, giống như là con thuyền ở ngoài sông và biển, cứ nhổ xào thả trôi, nó đi đâu đi mặc nó, thì chúng ta có thể chịu như vậy không? Chắc nếu mình có ý thức, mình cứ nhận định kỹ, thì không bao giờ chúng ta bằng lòng cái cuộc sống như vậy. Mà tôi đã thấy có một số người, người ta đã sợ cái thả trôi đó rồi, họ muốn quay lại. Bây giờ chúng ta biết rõ khoa học
giúp cho chúng ta được đầy đủ tiện nghi, được đầy đủ vật chất, phải không? Tiện nghi vật chất rất là đầy đủ để giúp chúng ta được những cái hiểu biết rất là rộng, rất là xa. Ngồi đây mà biết chuyện ở đâu đâu biết hết. Thì như vậy chúng ta biết được rất nhiều các bên ngoài, được đủ tiện nghi hết, mà chúng ta đang quên mình chúng ta. Thì muốn bổ túc lại cái điều đó là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay lại soi sáng mình bằng cách mỗi ngày chúng ta có được 15, 20 phút hoặc 1 giờ phản tỉnh soi sáng được để nhớ mình, chứ không thì chúng ta quên mất mình. Mà đã quên mình rồi thì tương lai chúng ta không biết nó ra sao, phải không? Như vậy thì nếu mà chúng ta sống trong cái thời đại văn minh này, càng ngày càng vươn lên, càng ngày càng quá sung túc, thì chúng ta phải đối với sự tu thiền là cái điều gốc hay là cái điều chật chờ thả trôi? Phải cần gấp soi lại mình, chứ còn không thì chúng ta càng ngày càng bị quên mất mình. Thì quý vị thấy đó, khoa học tạo ra các cái máy móc, rồi máy móc lành nó làm gì cho mình? Nó giúp mình đủ tiện nghi, nhưng rồi rốt cuộc rồi nó chi phối luôn mình, phải không? Mình lệ thuộc vào máy móc, rồi như vậy thì tạo ra máy móc, rồi máy móc nó chi phối được mình, thì như vậy cứ lẫn quẩn mà mình không có cái gì để qua lại mình, thì đó là cái đáng buồn. Hơn nữa, quý vị thấy, nếu mà một người tâm thành bấn loạn mà cho họ một cái khí giới tối tăm thì quý vị có sợ không? Sợ không? Nếu người đó tâm thành nó bấn loạn, nó không làm chủ được họ, mà họ nắm trong tay cái khí giới tối tăm, thì cái họa cho nhân loại có thể nó đến bất cứ lúc nào, phải không? Còn bây giờ họ có cái khí giới tối tăm mà chính con người đó là bình tĩnh, sáng suốt, thì mình sợ không? Mình đâu có sợ, phải không? Như vậy thì với cái thời đại này, cái sự tu hành để tiến đến cái chỗ yên tĩnh, sáng suốt đó là có thiết yếu hay không? Mà không phải tu thiền chỉ là vấn đề riêng của Phật tử mình, phải không? Mà nó là vấn đề rất then chốt đối với nhân loại hiện tại. Đó là cái mà tôi thấy cần phải nêu lên để cho quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng của người tu thiền. Chứ còn không thì mình cứ tưởng cái chuyện đó là làm của cá nhân thôi, chứ mà thực ra cái thời này nó rất là hệ trọng đối với nhân loại. Mà chúng tôi đi trong mấy tháng nay thì thấy rõ ràng cái mầm của người Tây Phương, người Mỹ có hướng về tu thiền, có hướng rõ ràng. Nhưng mà rất tiếc Phật giáo Việt Nam mình chưa ai dạy tu thiền, phải không? Nếu có thì chỉ có bên Pháp, thầy Nhất Hạnh là cái người có chủ trương tu thiền, và chúng tôi mới lần đầu nói với quý vị về tu thiền, phải không? Thì như vậy đó, tức là chúng tôi thấy rằng một vấn đề cấp bách cho loài người cũng như thiết yếu với người Phật tử. Người Phật tử đã có cái nền tảng tu thiền từ Đức Phật cho tới chư tổ, mà nhất là Phật tử Việt Nam mà bây giờ không biết gì, gần như không biết gì về thiền, thì như vậy có đáng tiếc hay không? Tiếc không? Tiếc. Nếu quý vị đáng tiếc thì mai chiều tôi sẽ nói theo đề tài khác về tu thiền nữa, để thấy cái đáng tiếc của mình, cái mất mát của mình. Để bây giờ thì gần hết giờ, chúng tôi nói không hết được, bởi vì chúng ta có một kho báu vô tận mà chúng ta bỏ quên rồi chúng ta lang thang, giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật kể đó, chàng cùng tử bỏ hòn ngọc quý trong chéo áo rồi cứ đi ăn mà, phải không?
đi ăn mài, cũng như quý vị bây giờ mỗi người có thể tìm ra được cái giác ngộ ở chính mình. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ nguyện ráng tu đời sau làm tôi tớ Phật cũng được. Phải không? Thì mình có khả năng giác ngộ như Phật mà cũng dám, không bao giờ dám nghĩ sẽ làm Phật, mà chỉ xin làm tôi tớ Phật thôi. Có học học quý mà không chịu lấy ra để làm nhà giàu, mà lại cứ muốn là làm tôi tớ, có cơm ăn qua ngày. Thì đó là cái đáng tiếc mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thường ngày thường vỡ các vị A-la-hán đó. Như vậy thì quý vị mới thấy thiền là một cái vấn đề hệ trọng từ gốc ban đầu ở Đức Phật đã khởi xướng cho mãi tới bây giờ, mà bây giờ chúng ta quên, chúng ta ngó lơ. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta nói là đệ tử Phật, trung thành với Phật, mà không biết có trung thành thiệt hay chưa, có trung thành thật không. Phật dạy Bụt Đà, con cháu làm một ngã, phải không? Mà nói trung thành đó là một cái rất là đáng tiếc. Thì từ đây tôi nghĩ trong hai hôm này, những cái giờ nói chuyện chúng tôi sẽ xoay quanh vấn đề tu thiền để cho quý vị hiểu cho rõ. Vì cái chủ trương của chúng tôi làm sao tất cả người Phật tử đều quay lại cái nguồn gốc của Phật dạy, nguồn gốc của Phật tu, là để chúng ta thấy rõ, chúng ta ý thức được cái sự tu hành thế nào đúng với tinh thần đạo Phật. Hơn nữa là người Tây Phương đã quý đạo Phật qua cái tu thiền, mà chúng ta là đệ tử Phật lại không biết tu thiền thì sao? Thì rất là uổng, mà cũng đáng tức cười, phải không? Giống như tôi là Phật tử mà người ta thấy đạo Phật là tu thiền được giác ngộ, mà Phật tử không biết thiền là cái gì, thì cái đó là cái khuyết điểm lớn. Cho nên tôi muốn nhắc để cho tất cả quý vị ý thức được vấn đề thiền cụ thể thế nào, tu phải làm sao, để khi người khác người ta hỏi thì chúng ta biết mà chỉ, chúng ta biết mà hướng dẫn, vì cái đó chúng ta có tu. Chứ còn nếu mình chưa bao giờ biết tu, chưa bao giờ biết thiền là gì, thì gặp người khác họ hỏi thì chừng đó ăn làm sao, nói làm sao cho ổn, phải không? Thì đó là những cái vấn đề mà tôi thấy rất là thiết yếu. Hơn nữa là quý Phật tử chắc là ai ai cũng đều đọc kinh Pháp Hoa, nếu là lớn tuổi, còn nhỏ thì chưa, chứ còn lớn tuổi chắc đa số có tụng kinh Pháp Hoa hết, phải không? Mà quý kinh Pháp Hoa, là tụng kinh Pháp Hoa để làm gì? Cầu an, để được phước nhiều. Nghe nói kinh đó tụng phước nhiều, kinh hết bộ này tụng vào bộ nọ. Mà chính kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh nói rất rõ về thiền, mà đời quý vị thì ít có ai lưu tâm, ít có ai chú ý tới. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói vào một cơ thời khác để cho quý vị hiểu rõ tu thiền là thế nào, tìm kiếm cái gì, đó là cái thiết yếu của đường lối tu thiền. Và hôm nay nói chuyện với quý vị lẽ ra đáp đến 12 giờ, nhưng 2 tiếng nhiều quá, hết rồi, còn 1 rưỡi thôi. Còn dành lại để quý Phật tử tập tu, rồi chiều sẽ nói tiếp. Như vậy thì tới đây, coi như là phần nói chuyện về thiền á, tạm nghỉ. Để trước khi nghỉ, mời quý Phật tử chấp tay hồi hướng của chúng tôi. Nguyện đem